Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bilsugi chưa đến cho trận đấu mùa 4 nữa rồi. Thì tiếp tục trở lại với những dấu ấn mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay nhận được ý kiến của rất là nhiều anh em luôn, thì mình sẽ thực hiện thử thách gọi là full tướng 5 đồng lấy được 2 sao ở level 9 nha anh em ơi. Và chơi thử gọi là tướng hết tướng 5 đồng ở trong đấu cho trận đấu mùa 4 này. Thì thực sự là mỗi mùa nó đều có một cái đội hình Exodia anh em ơi, đội hình là full tướng 5 đồng á. Thì nó sẽ có kết hợp giữa những vị tướng 5 đồng này với những vị tướng 5 đồng khác á. Nhưng mà riêng cái mùa này mà thực sự là cảm tưởng là những con tướng 5 đồng ở mùa này nó chất lượng vãi cái sò luôn anh em ơi. Nhất là con Seth với lại là con Kain các kiểu, rồi con Lee Sin anh em ơi. Thật sự rất là chất lượng, nên ngày hôm nay nhận được ý kiến của rất là nhiều anh em, thì mình sẽ làm full tướng 5 đồng để xem thử nó có gánh tem được hay không nha anh em ơi. Thì nếu như mình đếm không nhầm thì tổng số lượng tướng 5 đồng ở mùa 4 này anh em ơi, hình như là 8 con hay sao á. Tính ra nếu như mà so với sánh với các mùa khác thì cái lượng tướng 5 đồng mới ra ở mùa 4 này thực sự là đã ngang hoặc là hơn mùa 1, mùa 2 với là mùa 3 luôn anh em ơi. Mùa 3 mình nhớ không nhầm là lượng tướng 5 đồng nhiều nhất, hình như mình nhớ là 8 tướng thôi sao á. Mà mùa 4 này nó mới ra là 8 con luôn rồi, chắc chắn là sau này nó sẽ còn hơn nữa. Mà 8 con mà muốn lên được full 2 sao thì thực sự là cũng gọi là cầm một khoản tiền gọi là khá khá đó. Nhưng mà được cái mùa này nó có... Ôi ông Lee Sin này mất dạy thật không anh em ơi. Aphelos người ta nuôi muốn đứt hơi luôn anh em, mà mới lên được 3 sao Lee Sin đang hát bay. Thật sự là Lee Sin này 5 đồng quá là bá đạo rồi. Nhưng mà còn những con tướng 5 đồng khác bá đạo, còn những Lee Sin này rất là nhiều, như là con Seth nè là thứ nhất nè, con Kain là thứ hai nè, và những con như là bất tử lên được 3 sao như là con Zillan là thứ ba nè. Những con đó thật sự rất là bá đạo ở mùa 4 này anh em ơi. Ok, và nếu như năm nào có ý tưởng gì hay hoặc là thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình đó thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà thực hiện từng cái, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Thật sự là những ý tưởng của mình làm thì thật sự là đều hầu hết là đến từ anh em cả, nên cảm ơn em nhiều nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện từng cái. Mùa mới nó cũng phiên bản mới nó cũng đã cập nhật rồi anh em, mà thật sự là cũng có khá là nhiều meta mới và hot hiện nay. Nên nếu như anh em nào mà muốn theo dõi meta hoặc là cập nhật meta để leo rank cái kiểu á, thì cứ follow kênh mình nha. Kênh mình sẽ cố gắng cập nhật cho nên những cái meta mới nhất, hot nhất từ tất cả trên thế giới luôn, từ tất cả các server luôn. Thank you em nhiều nha. Rồi lúc đầu game anh em ơi, thì mình bích được con Phil ra khai sáng này nên mình chơi luôn cho nó nhanh. Đây một cái khăn, lột một cái găng cho anh hắt đồ luôn, tại vì tí nữa chơi full tướng 5 đồng á. Mà roll được lên full 2 sao hết hay không thì thật sự là cũng khá là đắn đo nè, tại vì mắc lắm anh em, mà một con tướng là 5 đồng lên được 2 sao là 15 đồng mà 8 con. Trời ơi, mà chưa tính là tiền roll nữa nha anh em ơi, chưa tính tiền roll rồi, chưa tính tiền lên cấp rồi, chưa tính cái ông nào mà giành tướng nữa á. Ông này mà giành tướng đây là mệt đó. Cái đội hình này cũng khá là ngon anh em ơi, 6 khai sáng. Nhưng mà không phải là Talon carry mà Fury carry. Lúc đầu game thật sự là Fury nó gánh cũng khá là lực, tại vì mình dùng đồ cho nó. Nhưng mà giờ yếu rồi, lúc đầu mạnh nhưng mà giờ yếu rồi. Ok nha. Thì bữa giờ mình cũng làm tướng 5 đồng lên được 3 sao khá là nhiều quá. Làm 2 con hoặc là 3 con cũng khá là nhiều, nên anh em có yêu cầu khác đó chính là làm full tướng 5 đồng để cho nó đánh thì xem thử là như thế nào. Thì hồi mùa 2 với lại là mùa 3 đó mọi, mình cũng đã từng làm một cái đồ hình gọi là full tướng 5 đồng, và những đồ hình đó đều là có liên quan đến meta cả, hoặc là mình thích thì mình làm thôi, hoặc là những cái đồ hình nào mà hay hay mà anh em giới thiệu thì mình thấy ok thì mình làm luôn và ngay luôn anh em ơi. Ông kia tiên phong các kiểu rồi, nhưng mà không sao. Chúng tôi là cứ lấy tướng 5 đồng chúng tôi đè người thôi. Đội hình của mình sẽ gọi là đội hình lấy tiền đè người nha. Không cần mạnh, không cần theo búp, cũng không có cần theo cái luật lệ gì hết anh em ơi. Cứ có tướng 5 đồng là được 2 sao thì chúng tôi bỏ và chúng tôi đánh thôi. Không cần nói nhiều. Có Lee Sin 1 sao mà nãy giờ đang thấy nó quẩy không? Quẩy ác thật sự ấy, chứ không đùa đâu nha. Nãy giờ cứ vào trận là nó cứ đá bay 1-2 thằng ít nhất anh em à. Cũng khá là ngon. Thu nhiều thế ta. Mình đang cố gắng chơi đồ hình nào mà rẻ nhất có thể để mình lên level 9 cho nó sớm anh em ơi. Anh em thấy không, đồ hình mình toàn tướng 1 tiền 2 tiền là nhiều không à. Nami với lại là Fury 1 tiền nè.
Yure là 3 tiền nè, Yenna là 2 tiền nè, Wukong là 1 tiền nè, Sen với lại Lee Sin là mình bỏ vào để kích cái búp với lại là một sao mà anh em ơi. Mình đang chơi cái đội hình gọi là rẻ nhất có thể để lên level sớm á. Nhưng mà rẻ thì chúng ta sẽ gọi là khổ trước sướng sau, gọi là thế mới giàu anh em ơi. Chúng ta tích tiền đó lên cấp rồi roll tướng 5 đồng. Trời ơi, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Còn đồ như này thì mình thật sự là vẫn chưa biết ghép cái gì cả. Ui, hôm nay trận này mình thấy chơi cái tay khá là nhiều nè. Trời ơi, ông Lee Sin kìa anh em ơi. Lee Sin đã chất chơi thế nhờ. Ui, Lee Sin kìa. Ui, Lee Sin nó móc ra đằng sau nó đá hết kìa anh em. Ui, Lee Sin nó ra đằng sau nó đá từng thằng. Kinh thật. Ủa, phiêu ra cân được, phiêu ra 1 đồng. Kinh thường phiêu ra 1 đồng của chúng tôi à. Ủa, Lee Sin kiếm súng hết test nè à. Nhưng mà Lee Sin mình đang có cái găng rồi. Lúc đầu phiêu ra lên được 3 sao khá là dễ nên mình cũng gọi là giữ được chủ thắng với lại là giữ được máu anh em ơi. Nhưng mà Vlay là bắt đầu thua rồi nè. Lấy nhẹ Lee Sin này luôn. Cái gì cho lên được 2 sao sớm với lại là kiếm súng hết test này là mình nghĩ con nào 5 đồng xài cũng ngon cả anh em ơi. Kiếm súng này con Kein xài ngon nè, con Zone xài ngon nè, con Seth xài ngon nè. Thật sự là con tướng 5 đồng nào xài cái kiếm súng này cũng khá là ngon cả. Lee Sin xài cũng được luôn, nhưng mà Lee Sin đang có cái găng rồi nên không có xài được. Lilia thì không xài được luôn nha. Ok, bây giờ thì có để mua thôi. Level 8 ra tướng 5 đồng gọi là khá là nhiều. Bán bớt nha em ơi. Con nào thì ra nhiều thì mình nuôi thôi. Chứ tí nữa là level 8, level 9 thì mình roll nó cũng ra à. Bây giờ có tiền lãi thôi. Tại vì con Lilia nó ra một lần hai công mình mới mua nhá. Cái này thì chắc tổng tục đánh đi. Rồi nha. Full bóp luôn. Hợp lý chưa? Ok, và nếu như nào mình thấy video hay thì hãy đừng quên làm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Thank you rất là nhiều. Hôm nay chơi thiền xã tiên phong nè, một cái đồ hình mình nghĩ khá là mới mẻ nhưng mà mạnh hay không thì mình chưa biết anh em mà. Nhưng mà biển Lee Sin đá mà không chịu phát nào. Cái này là mình xin lên được 2 sao để đá thôi chứ. Ủa, thua đậm đó nhờ. Chết mẹ ơi. 31 máu, ok. Mình nghĩ là chủ qua cân chăng này là mình sẽ sống đó anh em ơi. Tại vì 31 máu là chủ thêm được một round nữa, là đánh ra người đá. Mong là không thua, còn thua thì vẫn không chết được. Nên là cũng không có lo lắm anh em ơi, cứ bình tĩnh thôi. Up lên ông ta, up lên thì tốn 2 đồng anh em ơi. Với lại là up lên thì phải tốn tiền roll nữa. Úp ông ta, úp ông ta. Đang khá là phân vân nè. Úp lên thì bỏ nào vào nhờ. Úp lên không có con nào bỏ vào luôn anh em ơi. Với lại úp lên thì sẽ mất tiền lãi. Với lại là phải tốn tiền roll nữa. Khá là nhiều thứ. Ok anh em ơi. Chắc là vậy là ổn rồi đó. Chúng ta thua thêm một ván nữa cũng không có thể nào mà thua được cả. Ông này chơi thần tài với lại là chiến tướng nè. Thần tài bản này nó mới được búp á anh em ơi. Rất là mạnh nha. Cho nên mình làm lại cho anh em xem. Trời ơi, thần tài bản này nó được búp thì thôi rồi luôn á. Trời ơi, Lee Sin đá hết kìa anh em. Anh em xem kìa. Mình Lee Sin đá thằng này đến thằng khác kìa anh em ơi. V3 sao nè, what the. Nó đá da van giáp gai các kiểu rồi Lee Sin nó đá thêm con V3 sao nữa trời ơi. Em thấy con Lee Sin là một sao mà nó mất dạy gì không anh em. Hai, mình nghĩ là hai con tướng mất dạy nhất ở thời điểm hiện tại của 14 này anh em ơi chính là con Ajok với lại là con Lee Sin đó. Những con khác nó không mất dạy nha, nó chỉ là mạnh thôi anh em ơi chứ không mất dạy. Con mất dạy nhất mà mình cảm thấy đó chính là con Lee Sin với lại là con Ajok 4 đồng với 5 đồng đó. Những con khác á là nó mạnh nha anh em ơi chứ nó không có chơi chiêu chó như vậy. Đá không chịu phát nào. Cái này Lee Sin một sao quá trời. Mà đá 3 sao mình như đúng rồi luôn ạ. Không hiểu. Không hiểu luôn. Bản là thằng Tàn nó mới được búp nè. Chừng nào rảnh mình làm lại cho anh em xem. Trời, thằng Tàn mới được búp cái tỷ lệ rất đồ. Tỷ lệ rất nơ cô. Tỷ lệ rất tiền nhiều anh em ơi. Sướng lắm. Nghe thôi cũng đã đủ lứng rồi. 5 đồng khá là nhiều nè. 5 đồng nè anh em ơi. Ok, let's go, let's go. Mình chắc mình đổi từ từ thôi hả? Chắc mình đổi từ từ thôi.
Mà cái này là chưa đủ anh em ơi. Cái này thì vẫn chưa đủ đổi ạ. Set nè, ok. Để mình lên nốt cái này hai sao, mình bỏ vào hết luôn nha anh em ơi. Zillion, rồi April, rồi set, rồi Leeson các kiểu anh em ơi. Lên được hai sao mình thay từ vào là ok luôn, là hợp lý luôn. Tại vì nếu mà giờ thay vào thì chưa chắc là mình thắng được, có khi là thua đi luôn cái game đó. Đi xin đá bằng ngay, bị kéo ra rồi, hết đam rồi anh em ơi. Đội hình hơi thiếu đam một tí, không phải hơi nữa mà rất là thiếu đam, không phải hơi nữa mà rất là thiếu đam anh em ơi. 11 máu mà mình thắng được ông này nè. Uầy, ông này zone 2 sao rồi, ông này giữ cả Lee Sin với lại F set của mình luôn nè. Mình kiếm tên anh 5 đồng nè, coi thử nó có ra hay không. Ok, AZ 2 sao nào. Uầy, Zillion tên anh nè, lên luôn bạn ơi. Thay từ nha, cái này thay nè. Thay hết anh em ơi. Rồi, rồi nha. Còn con nào nữa mình thiếu ta, hình như là thiếu con Kain với lại là con Zone sao anh em ơi. Mình đếm là có thử, từ từ anh em ơi. Lắp đồ trước đã rồi tính sau, cái này cho set nè. Cái này đồ này thì cho set luôn, còn cái này thì cho Zillion đi anh em ơi, để cho nó búp hồi sinh cho nó nhanh đó. Từ từ từ. Ok ok, hợp lý hợp lý hợp lý. Dành tướng của tôi này, ông này dành set, dành zone, dành các kiểu nhiều lắm nè. Ok đi rồi, hợp lý nè. Từ để mình đếm lại xem mình đang có mấy con tướng 5 đồng nha. AZ là 1, Lee Sin là 2, Zillion là 3, Set là 4, Lila là 5, April là 6, AZ là 7 đúng không ta? 6 à. Đây rồi, Zone đây rồi, đúng rồi, thiếu con Zone với lại là con King nữa là đủ anh em ơi. Rồi, tạm thời là như vậy nè. Ngọt nước ở đây, ngọt nước ở đây. Bộ bí ẩn binh ông anh em, đội hình thật sự là Exodia tướng 5 đồng đó. Đội hình không cần quá nhiều búp, không cần quá nhiều hệ, nhưng mà một khi đã chơi thì cứ gọi là bá đạo nha. Đội hình này đúng là đội hình mà lấy tiền đè người đó. Anh em nào mà đã từng thử đội hình này rồi hãy giơ tay xem nào. Mình chơi bộ bí ẩn là tại vì cái trận này có nhiều người chơi Kata là đam chính đó anh em ơi. Với lại là mình ra được con Zillion tên anh là bí ẩn đó, cho nó luôn cho nó máu. Nãy mình thua cái ông này đậm luôn nè, giờ sao mà thua được nữa anh em ơi. Giờ sao mà thua được nữa anh em ơi. Bé nè, đấm nè, giọng nè, trời ơi, let's go baby. Let's go baby. Đã đến lúc rồi anh em ơi. Đã đến lúc cất tiếng gáy rồi. Bây giờ là lúc đợi gáy rồi anh em ơi. Ui, Kain nè. Mình đang thiếu con Kain với lại là con Zone là đủ. Mình roll được con Zone nè, giờ thiếu cái nữa thôi, chắc là lấy luôn ha. Hay là sao ta, đang phá khá là phân vân. Thôi chắc lấy đồ đi. Mình cái này chắc nên lấy đồ nên mọi, tại vì con Kain này mình chết sâu lại rồi thì không có ai giành cả. Mà level 9 đó nha. Mà không roll được Kain đó thì mình cũng chịu à, mình cũng quỳ mình lạy đó. April nè. Đâu rồi, kia đâu rồi bạn ơi. Nãy bán con giờ tìm không ra luôn á trời. April 2 sao, ok, cho em nó lên luôn nhá. Mình phải roll được con kia nữa nè mơi, xong mình bỏ con sen với lại là con rắn ra cũng được. Đồ này chơi gì mà cũng búp, cũng gọi là ok phết đó nhờ. Ông này nè, ông này đem chính là con Katarina nè anh em ơi, nên mình lấy bốn bây giờ mà khắc chế cũng gọi là có chút ok. Trời ơi, anh em thấy skill của mấy con 5 đồng ở mùa này nó bá đạo không anh em ơi. Thứ nhất là April diện rộng nè, set diện rộng nè, thêm con Kain diện rộng nè, còn Zone cũng diện rộng luôn, AZ cũng diện rộng luôn. Đây rồi, có Kain rồi, bỏ vào thôi, let's go. Mặc dù là ba bí ẩn nhưng mà cũng xịn đó, bán luôn anh em ơi. Tầm này là phải bỏ hai April thôi, mình tính là chơi hai Lee Sin đó, nhưng mà
hay là hai set ta? Thôi anh em ơi, nghĩ là đợi thêm một round nữa. Em rồi được 2 sao có khi là lại ngon. Ok anh em ơi nhá. Đây rồi, bán con tướng 5 đồng ở mùa 4 này rồi nha anh em ơi. Set Kain, Lee Sin, Zone, Azir, Lilia, April với lại là Zillion. Đủ 8 con nha anh em ơi. Mình không biết sau này nó có thêm nữa hay không, hoặc là nó có ra nữa hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ là đang có 8 con tướng 5 đồng nha. Và mình đã kiếm được hết rồi nè. Giờ lên được 2 sao không thì rất là hên xui, tại vì có người dành con Zone của mình rồi. Với lại là hết tiền cầm mồi nó rồi. Trời ơi, em thấy không? Đúng là đồ hình lấy tiền đè người thật đây mà. Đồ này em biết không, là có đủ tất cả mọi thứ luôn. Thứ nhất là đam, tăng, phép, kiểu như là chống chịu các kiểu đều có hết anh em à. Support có luôn. Anh em nhìn đi, cái đồ hình này có thiếu gì đâu. Chắc chân là dơ chứ. Đồ này thật sự là mình nhìn sơ qua là mình không biết là nó thiếu cái gì luôn anh em ơi. Đam có, tăng có, chống chịu có, AB có luôn, với lại là sát thủ có luôn anh em ơi. Rồi thêm mấy con gọi là nhà chó nữa chứ. Quá hợp lý luôn. Đồ này là không thiếu cái gì luôn anh em ơi. Support cũng có luôn nha. Với con April này búp tóc đánh cái kiểu rồi hồi máu rồi giảm tóc đánh thêm bạn anh em ơi. Thì cứ gọi là mắc binh ạ. Đồ này nếu như mà so sánh là không thiếu cái đồ gì luôn anh em. Ồ, tính ra cái này là ba cùng đao luôn nè. Ảo thật sự. Rồi, mình cố gắng mình roll nốt mấy con kia lên được 2 sao thôi. Lên được thì lên, không lên được thì thôi anh em ơi, chịu thôi. Tại vì cái này cũng gọi là nhân phẩm rồi. Mình lên level 9 khá là sớm rồi mà cái này roll không ra được thôi, nó thì chịu đó. Là mình cũng tốn khá là nhiều tiền với con 5 đồng này. Kin sắp lên 2 nè. Rồi, Kin 2 nè anh em ơi. Còn mỗi con Zone là chưa lên được 2 sao nè. Tại vì công top 1 dành hay sao á. April 2 sao không đủ tiền mua rồi ông giáo ạ. Ông kia chơi chiến tướng mạ vàng kìa. Trời ơi, Lee Sin ra đồ râm đâm kìa anh em ơi. Cứ như trong mơ. Đồ râm đâm cứ gọi là như hắc. Ok, Chakata nó bay đây, nó xoáy mấy con tượng này đi là ok nhá. Lee Sin đá cái đẹp đẹp tí là ăn ngay gì đâu mà. Ui, đẹp quá nhờ. Đẹp quá nhờ. Ui, ui. Trời ơi, set một dặm bay hết đội hình tên bạn luôn. Ú, win luôn nè. Ok, và giữ tất cả nha. Tại bên em hẹn lần sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share một mình nhé. Bye bye.